này bao nhiêu anh? Mua về lúc bao nhiêu? Ba tư. Con này bao nhiêu? Con châu bài đã. Đây con châu bài. Con này 23 triệu. 23. Con này? 38. Con này anh này? Con này 24. À em này là 24. Này là 39. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel, chia sẻ những giải pháp chăn nuôi hiệu quả. Trong video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục chủ đề về trâu các bác ạ. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bác qua một trại vừa làm chuồng và nhập trâu được 1 tháng. Chúng ta cùng qua đó để xem trại bác đó chăm trâu thế nào và xem chục con trâu sau 1 tháng vỗ có lên nhiều hay không. Chúng ta cùng đi thôi. Dồn dã man luôn, chịu khó đi lấy quá. Em bảo rồi bỏ ra mẹ triệu cho nó chở một xe về đây cho đỡ vất. Nhưng người ta không bán cho chứ. Đầy người ấy, triệu bán, 2. Có lúc bán triệu 2 xe anh rồi. Cần bánh cây bí tí. Loại này là của đạm tối thiểu là cái loại này 16-17% cơ mà. Cái lợn là 16. Nhưng mà cám bò lại rẻ hơn cả cám lợn. Bò rẻ hơn. Chắc là cái protein tiêu hóa của nó ít. Đó là sản xuất cám bò này là dễ hơn ý. Mình còn sản xuất được mà. À. Cám bò sản xuất đơn giản. Giờ hôm nay anh cứ tính là khoảng 4 cân một con một ngày. Bây giờ là làm sao qua mùa đông. Bởi vì mùa đông mình là không có cỏ đâu. Sản xuất cám bò dễ lắm. Chứng tỏ lúc mua về béo nhỉ. Con này á? Vâng. À, con này lên ác. Lên ác à? Con này là anh mua chuẩn xác là bao nhiêu? 39. 39 à? 39 này, 39 kia nó lệch nhau nhỉ. Con kia 39 kìa. Con đấy 39 đấy. Con này 39 hoành tráng nhỉ. Con này 39 bác có long đồng lương ấy, nó ở châu châu gỗ gì. Mấy răng rồi anh? Con này 39 đấy, con này con trao nhìn lệch nhau nhỉ. Con kia to hơn đúng không? Con kia em nhìn thấy to hơn. Nhưng con này nó sẽ chắc trâu đúng không? Con này chắc hơn. Ô, thế tại sao nó trâu kéo gỗ nó lại ra nó màu đỏ? Chả biết được, thấy ông bảo nó buộc trong nhà nhiều quá thì về cho đàm bùn thì đang cho đàm bùn này. Đàm bùn để nó đen lại á? Đàm bùn cho nó đen à. À. Con trâu này thì trâu kéo thật, da nó dày. Nay 5 ngày đang đói. Đang luyện để cho nó ăn cám. Đấy, anh phải luyện mất 1 tuần đấy nhỉ? Có con nó nhanh thôi, cái con là nó bắt con kia 10 ngày nha. Con này bằng con kia cũng 39 triệu. Tiền thì bằng nhau nhưng mà trâu thì bé hơn nhỉ? Trâu nhìn bé hơn. Bé hơn á. Chắc con này nó chắc. Ừ. Ông Long ông cứ bảo là trâu ông to hơn nhưng mà chả có to hơn, con này to hơn nhiều. Nhưng có anh em làm với nhau thì cứ bắt đi, nhưng còn con này không thể to hơn con này. Nhưng con này to 39 hơn. Nó vật vã này. Con này dắt ra nó to hơn nữa. Đấy hai con lệch nhau đấy. Anh dắt ra được không? Dắt được nhưng tôi dắt làm gì. Con này lâu lâu cũng chả dắt. Anh dắt ra để cho nó khuây khỏa tí. Con này nhìn bóng nhỉ. Con này lên không. Mạnh. Lên mạnh anh. Bóng thật. Con này lên á. Cái này là anh khi nào anh mua về anh phải chụp ảnh. Sau khoảng 1 tháng sau hoặc 2 tháng sau anh sẽ xem lại hình ảnh đó. Xem cái con trâu mình là nó biết lên nhanh hay không. Nó chỉ 20 ngày thôi là nó khác rồi. 20 ngày khác rồi. Đấy như con này bây giờ khác hẳn. Như con này bây giờ chương trình dinh dưỡng anh đánh như thế nào? Cám lợn bao nhiêu cân? Chả cái đấy chả để ý lắm. Thế tổng này một tổng tất cả con này ăn hết bao nhiêu bao cám một ngày? Ăn gì ăn hết được mấy ba rồi nó. Mình cứ tính bình quân cho nó ăn hết được khoảng 6.000 một con một ngày. Nhưng mà khoảng bao nhiêu, hết khoảng một bao cám không? Hết chứ. Tất cả 8 con, à bây 9 con ăn hết một bao đó. 9 con ăn hết bao cám. Thoải mái. Thế là 1 bao cám 1 bao bã. 1 bao cám 1 bao bã. Ừ, còn dơ mấy cỏ thì mình cho. Bã là 80 cân. Tức là mỗi con khoảng chục cân bã đấy à?
Thế anh cho ăn ít nhỉ? Thì nó còn có 2 con bé. À, 2 con nhỏ đúng không? Đấy, 2 con bé đó. 2 con bé với 2 con siêu cái là nó ăn ít hơn. Con Mura này anh mua từ đâu đây? Con đấy mua của ông Long như Đồng Lương đó thì... Đồng Lương á? Ừ. Ông Long bắt đâu về bắt lại. À, cái ông ở trong nhà ông phòng đấy á? Em ông phòng. À. Em ra anh phòng. Tóm lại cái dàn này đa số bắt của ông Long hết. Anh em bắt ngoài có 2 con này bao nhiêu anh? Con này nó chưa đến 20. Chưa đến 20 à? Con ông lên thấy 22 bảo ông để cho về nuôi con. Mura này lại rẻ hơn cả con nghé này đúng không? Đắt hơn chứ. Đắt hơn á? Đắt hơn. Em tưởng nó rẻ hơn. Tưởng chung Mura này đắt hơn à? Con này sau này được khoảng tấn không? Nhưng cái này anh đã vỗ bằng cám chưa? Con này đang cho ăn dơ với cỏ là nhiều. Dơ với cỏ để nuôi lâu, con này nuôi lâu. Phải nuôi lâu, con này phải đôi năm nữa. Đang xác định để nuôi nó to. Đôi năm nữa. Nuôi lâu lâu. Cả 2 con đấy là không ăn cám mấy. Phải là không cho không thôi. Thế tính ra là bọn này là ăn cám là chủ yếu chứ bây giờ rơi 7 con đúng không? Tức là bây giờ nó gần 3 cân rưỡi một ngày. Một cân cám, 3 cân rưỡi cám một ngày rồi. Nó phải tính 4 cân thì chắc. 4 cân à? 2 cân này, 2 cân kia đúng không? Rồi, 4 cân là chuẩn đấy. Mình trả cân thôi nhưng mà áng khoảng nó khoảng đấy. Từ hôm nọ giờ vào nhìn nó khác biệt rồi, nhìn đẹp hơn rồi. Hôm nọ em vào đây em thấy là nhìn bây giờ khác biệt rồi. Châu ăn tiền này, không lên là chết đấy. Châu ăn tiền. Ăn tiền chứ là châu ăn tiền. Con này hơi võng lưng hả? Con này lên đáng rồi đấy. Con này bắt thì gầy lắm. Con này bắt thì luyện mãi mới ăn 10 ngày nữa mới ăn. 10 ngày mới ăn à? Con kia 5 ngày chưa thấy ăn. Con này bao nhiêu anh? Mua về lúc bao nhiêu? Con này là bắt 34. 34. Con này bao nhiêu? Con châu cái đấy á. Đây con châu này. Con này 23 triệu. 23. Con này. Con này 38. 38. Con này anh này. Con này 24. À em này là 24. Này là 39. Bây giờ bán được 50 chưa? Chả được. Thế được sao? Bây giờ 39 người ta bắt bé tí. Anh cho ăn rồi à? Chưa, chưa đến giờ ăn. Chiều cho ngày ăn 2 bữa mà. Mấy giờ cho ăn anh? Chiều tối đến khoảng 4 rưỡi 5 giờ. 4 rưỡi 5 giờ cho ăn à? Sáng ngày được khoảng 8 rưỡi 9 giờ.